cho các bạn nghe chất âm của con mạch 2030 mà chạy nguồn mà đơn một chút nha. Đây, 2030 chúng ta đây, đây 2030 không nói, mạch 2030 đây nhé. Mối hàn hơi bị đẹp đấy, các bạn đừng có đùa, chẳng qua mình chưa đánh đi thôi. Với cả hôm qua tối ưu lại, mạch nó hơi stress một chút. Mạch in này là do mình thiết kế và mình vẽ nên là cái phần nhựa này nó cái phần fit này thì nó hơi thừa một chút vì mà mình cố tình mình để như thế, chứ thực ra cái mạch in mình vẽ nó không thừa ra nhiều như thế, các bạn nhìn xem. Thì nếu mà bạn nào muốn lắp cái chiếc áp này vào vỏ cho nó tiện thì các bạn cắt fit nó chuẩn chuẩn thôi, chứ đừng để thừa nhiều như mình. Còn mình không nhu cầu lắp vào vỏ nên là mình để chuồng như thế cho nó phong thủy.